Sơn Hà, Nam Đế Cư, tuyệt nhiên định phận tại Thiên Trư, Như Hà Nguyễn Lộ lại xâm phạm, giữ gặp thành sai lắm hồ bài thứ. Sau đây sẽ là một bài hát Vĩnh Phúc Quê Em, cũng sẽ nói lên những cái tình cảm và cũng như là cái khung cảnh một quê hương rất là tuyệt vời, đó là Vĩnh Phúc. Chúng ta cùng chào đón với sự trở lại sân khấu của nữ ca sĩ Phương Dung sẽ cùng gửi tới quý vị bài hát này. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị được không ạ? Xin mời ạ. Nắng thơm hương lúa, bình xuyên khai quang, tiếng máy
của nữ ca sĩ Phương Dung vừa mang tới quý vị một ca khúc rất là quen thuộc, đã sáng tác về đất nước, về quê hương Vĩnh Phúc chúng ta, đó là Vĩnh Phúc quê em. Thì sau đây một bài hát nữa trước khi đến với những phần tiếp theo, thì sau đây thì chúng em sẽ cùng trở lại sân khấu để gửi tới quý vị một bài hát cũng rất là quen thuộc. Xin gửi tới quý vị ca khúc được mang tên Đất Nước Tình Yêu. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Tôi xin mời và sự trở lại sân khấu của nữ ca sĩ Thu Huyền. Văn nghệ xã Trung Nguyên trình bày bằng những lời ca, tiếng hát
mang lại không khí vui tươi phấn khởi cho buổi lễ ngày hôm nay. Đề nghị quý vị nổ một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ động viên các ca sĩ, các nghệ sĩ, câu lạc bộ văn nghệ Sa Nhà. Đã đến giờ làm việc. Xin trân trọng kính mời các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể buổi lễ đứng lên làm lễ chào cờ. Kim chào cờ. Toàn quân Việt Nam đi chung lòng như vua, bước chân dồn van trên đường thắng. Xin trân trọng kính mời quý vị an toàn. Tí nữa thôi tí. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, thưa toàn thể buổi lễ. Năm 1993, đền Tranh hay được gọi là đền Bắc Cung Thượng chính thức được nhà nước công nhận là di tích cấp quốc gia. Đền được khởi dựng từ lâu đời, trải qua những thăng trầm của lịch sử, ngôi đền vẫn tồn trường với thời gian, trở thành di sản văn hóa tín ngưỡng, là niềm tự hào bản sắc văn hóa của quê hương Trung Nguyên nói riêng và của huyện Yên Lạc nói chung. Căn cứ vào văn bản số 254 ngày 13 tháng 1 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân huyện Yên Lạc về việc đồng ý chủ trương cho phép tổ chức lễ hội năm 2023, thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng ủy xã Trung Nguyên về việc tổ chức lễ hội đền Tranh Xuân Quý Mão năm 2023. Ủy ban Nhân dân xã Trung Nguyên xây dựng kế hoạch số 02 ngày 6 tháng 1 năm 2023 thành lập ban tổ chức, các tiểu ban phục vụ triển khai công tác tổ chức lễ hội đền Tranh Bắc Cung Thượng Xuân Quý Mão năm 2023. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân xã Trung Nguyên long trọng tổ chức khai mạc lễ hội đền Tranh Xuân Quý Mão năm 2023. Về dự buổi lễ ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu về phía huyện, ông Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Lạc đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, phụ trách xã Trung Nguyên đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Nguyên. Xin trân trọng giới thiệu bà Đặng Thị Kiều Oanh, Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu ông Hồ Văn Quang, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Liên Lạc, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu ông Trịnh Quốc Trung, Phó trưởng phòng Văn hóa huyện Liên Lạc, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu các ông bà, đại diện các phòng ban của huyện, phóng viên báo, đài truyền thanh của tỉnh, huyện đã về dự, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu các xã, thị trấn. Thị trấn Yên Lạc là địa phương có người con quê hương đến định cư ở thôn Tân Nguyên, xã Trung Nguyên bắt đầu từ năm 1965. Xin trân trọng giới thiệu các ông bà lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc do bà Nguyễn Thị Hương Giang, huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy thị trấn Yên Lạc làm trưởng đoàn, đề nghị nhiệt liệt chào mừng.
xã Đồng Cương xin trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã do ông Nguyễn Văn Thà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã làm trưởng đoàn đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu xã Trung Nguyên xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu ông Đào Văn Toán, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu ông Ngô Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Chiến, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, trưởng ban tổ chức lễ hội đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Ông Nguyễn Đức Hải, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu các ông bà Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng các ngành, đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học, cán bộ công chức nhân viên xã đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu có các ông bà nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện, xã đã nghỉ hưu trên địa bàn về dự buổi lễ đề nghị nhiệt liệt cảm ơn. Xin trân trọng giới thiệu có các ông bà bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi hội trưởng các hội, chi hội người cao tuổi, ban quản lý di tích đền Tranh, ban quản lý di tích miền Đông Lỗ, các đoàn tín, ban tế, các vận động viên, cầu thủ đại diện cho hội đoàn thể của các thôn, quý khách thập phương, đội bóng chuyền hơi nữ xã Đồng Cương, thị trấn Yên Lạc cùng toàn thể quý vị đại biểu đã về dự buổi lễ ngày hôm nay đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị đại biểu, thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông qua chương trình của buổi lễ ngày hôm nay gồm những nội dung sau: ổn định tổ chức đón đại biểu, chương trình văn nghệ chào mừng, chào cờ, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu thông qua chương trình của buổi lễ, diễn văn khai mạc, lãnh đạo huyện phát biểu chúc mừng. Khởi chống khai hội, lãnh đạo huyện phát biểu chúc mừng, tặng hoa, tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi nữ các xã thị trấn, tổ chức các hoạt động thể thao trò chơi dân gian và dự tiệc chúc mừng buổi lễ. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể buổi lễ, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Văn Chiến, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, trưởng ban tổ chức lễ hội đền Tranh lên khai mạc lễ hội. Xin trân trọng kính mời ông. Kiểm tra huyện ủy, ông Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể lễ hội, hòa chung trong không khí vui tươi của những ngày đầu xuân Quý Mão năm 2023, được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân huyện Yên Lạc, Đảng ủy xã Trung Yên, hôm nay ngày 2 tháng 2 năm 2023, tức ngày 12 tháng Giêng năm Quý Mão, tại di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Tranh Bắc Thượng, Ủy ban Nhân dân xã Trung Yên long tổ chức khai mạc lễ hội đền Tranh. Đây là ngày hội lớn của cán bộ và nhân dân địa phương nhân kỷ niệm 30 năm đền Tranh Bắc Công Thượng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao cấp bằng di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân xã Trung Yên, tôi xin được gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện, xã, các vị đại biểu khách quý, cán bộ, các tầng lớp nhân dân, các vận động viên, cầu thủ về dự lễ hội ngày hôm nay lời chào, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc lễ hội đền Tranh xã Trung Yên thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, đền Tranh xã Trung Yên tọa lạc bên bờ bắc sông Phan hiền hòa và thơ mộng, gắn liền với truyền thuyết lịch sử thời Hùng Vương, đền thờ Đức Tản Viên Sơn Thánh hay còn gọi là vua cha Nhạc Phủ, một trong bốn vị vua cha đứng đầu tứ phủ Vạn Ninh,
Ngài được cho là vị thần cai quản dãy núi Ba Vì hay chính là dãy núi Tản Viên. Ngài được dân chúng ca ngợi, biết ơn, truyền tụng với nhiều câu chuyện dạy dân nằm ra lửa, dạy dân nằm ruộng, săn bắn, luyện võ, kéo vó, ươm tơ, dệt lụa, múa hát, nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Đền tranh là một công trình kiến trúc điêu khắc có tính mỹ thuật cao. Trong đền còn lưu giữ nhiều di vật cổ vật có giá trị. Đền tranh cũng là một trong những ngôi đền nổi tiếng tại tỉnh Phúc, được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ tư. Ngôi đền đã tồn tại và đồng hành cùng sự phát triển trong đời sống nhân dân qua nhiều thế kỷ, trở thành công trình kiến trúc vô cùng quen thuộc và gắn liền với đời sống nhân dân địa phương. Trong suốt chiều dài lịch sử, ngôi đền dần xuống cấp đã được nhân dân trùng tu tôn tạo nhiều lần. Có thể thống kê một số lần được tôn tạo vào năm 1038 triều Lý, năm 1469, 1479 triều Hậu Lê, năm 1538 thời nhà Mạc. Trong khoảng thời gian này, đền đã nhận được nhiều lần sắc phong từ các triều vua. Trong kháng chiến chống Pháp, đền tranh còn là nơi tụ họp có hầm bí mật của du khách địa phương. Trong kháng chiến chống Mỹ, đền tranh là nơi sư tán của một số cơ quan trung ương như ngoại thương, bảo mật, vân vân. Đền tranh là một trong 700 di tích của hệ thống các di tích thờ vua Hùng và dòng dõi tướng lĩnh thời vua Hùng. Đền được xây dựng ở một vị trí địa lý đẹp, không nằm giữa trong khu vực dân cư như các di tích khác, mà nằm giữa một khu đất rộng, cao giáo, bên cạnh dòng sông Phan hiền hòa, tạo lên nét đẹp sơn tủy hữu tình, là một thắng cảnh của địa phương. Hàng năm đền tranh đón nhận hàng nghìn lượt khách thập phương về hành hương và làm lễ. Kính thưa các vị đại biểu, năm 1993, đền tranh Bắc Công Thượng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành quyết định công nhận và xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia, nhằm góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa quốc gia, bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần, tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, phát huy truyền thống yêu nước nhân nguồn, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, thiết thực phục vụ nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần và đời sống tâm linh. Năm nay, nhân kỷ niệm 30 năm di tích đền tranh Bắc Công Thượng được công nhận và xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia, được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân huyện Yên Hạc, Ủy ban nhân dân xã Trung Nguyên, long trọng tổ chức lễ hội đầu xuân Quý Mão năm 2023. Thông qua lễ hội nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống văn hóa tín ngưỡng và quảng bá hình ảnh di tích lịch sử văn hóa đền tranh đến bạn bè, nhân dân và du khách thập phương. Đồng thời, đây cũng là dịp để giới thiệu cho du khách thập phương được biết rõ hơn về quê hương, con người Trung Nguyên giàu lòng mến khách. Kính thưa các vị đại biểu, theo kế hoạch, lễ hội đền tranh Xuân Quý Mão năm 2023 sẽ diễn ra trong thời gian 5 ngày, bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2023 đến hết ngày 5 tháng 2 năm 2023. Trong 5 ngày tổ chức với nhiều nội dung đan xen, vừa phần lễ, vừa phần hội, vừa văn hóa văn nghệ, vừa thể dục thể thao và các trò chơi dân gian. Ngày hôm qua, ban tổ chức 9 thôn làng đã tổ chức dâng lễ vật làm lễ Đức Thánh Tản Viên Sơn tại cửa nhà đền, đồng thời triển khai thi đấu vòng loại các môn thể thao. Ngày hôm nay, mùng 2 tháng 2 năm 2023, chính thức tổ chức trọng thể khai mạc lễ hội. Trong ngày khai mạc lễ hội hôm nay, ban tổ chức lễ hội rất vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã, hai xã Đồng Cương và thị trấn Yên Lạc về dự, chỉ đạo, chia vui và chúc mừng lễ hội. Thay mặt Ủy ban dân, ban tổ chức lễ hội, tôi xin được trân trọng cảm ơn, kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các vị khách luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn gia đình ông Nguyễn Công Thuần đã công đức tiền hiện vật để xây dựng tôn tạo nhà đền, và nhất là công đức hơn 700 mét vuông đất để mở rộng khuôn viên nhà đền có được vị trí tổ chức hoạt động lễ hội như ngày hôm nay. Ban tổ chức cũng xin được trân trọng cảm ơn ông chị Trần Quốc Trung, giám đốc công ty môi trường Trung Nguyên
ông Dương Quang Thành, giám đốc doanh nghiệp Thu Thành đồng tài trợ toàn bộ giải thể thao các môn thi đấu lễ hội lần này. Xin được cảm ơn các cơ quan, tổ chức, gia đình, các cá nhân tham gia công đức ủng hộ, cảm ơn ủng hộ lễ hội và ủng hộ về bản nhà đền. Ban tổ chức chúng tôi rất mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ công đức cho hoạt động thể dục thể thao nói chung của xã Trung Nguyên và ủng hộ công tác tôn tạo đền tranh nói riêng trong thời gian tới. Kính thưa các quý vị đại biểu, trong ngày khai mạc lễ hôm nay, Ủy ban nhân dân xã Trung Nguyên 12 đơn vị xã Đồng Cương, thị trấn Yên Lạc tham gia giao lưu bóng chuyền hơi nữ đầu xuân. Sau phần lễ khai mạc, xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu đến xem, cổ vũ, động viên các đội bóng tham gia thi đấu. Với ý nghĩa đó, thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ hội đền tranh Bắc Công Thượng Xuân Quý Mão năm 2023. Xin kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu, các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc lễ hội thành công, tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ông. Kính thưa quý vị, thưa toàn thể buổi lễ, một phần nghi thức không thể thiếu trong khai mạc lễ hội đó là nghi thức khởi trống chiêng khai hội. Sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đào Văn Toán, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, cùng Nguyễn Duy Thường, nguyên trưởng ban quản lý di tích tứ khu miền Đông Lỗ lên khởi trống chiêng khai hội. Xin trân trọng kính mời. Quý vị trong một tràng pháo tay ạ. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể buổi lễ, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc lên phát biểu chỉ đạo lễ hội. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa hai giới các cụ, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, hôm nay tôi rất phấn khởi được về dự lễ khai mạc lễ hội đền tranh Xuân Quý Mão năm 2023. Lời đầu tiên, thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Lạc, tôi xin gửi đến các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Khách quý, thưa toàn thể nhân dân, nét đặc trưng của văn hóa làng quê Việt Nam là cây đa, bến nước, là lũy tre xanh, là đình làng,
đền, chùa và lễ hội. Vào ngày hội, con em đi xa mấy cũng về để thăm quê cha đất tổ, gặp lại người thân, ôn lại truyền thống lịch sử của làng. Đây là nét đẹp văn hóa, niềm tự hào về truyền thống và cơ hội để phát huy, quảng bá những nét đẹp đặc thù của quê hương. Đền Tranh hay còn gọi là đền Bắc Cung Thượng được nhân dân khởi dựng thờ Đức Thánh Tản Viên, người đã có công giúp vua Hùng chiến thắng Thủy Thần, giúp nhân dân tạo dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đồng thời, nơi đây trong kháng chiến chống Pháp là nơi bí mật, là nơi tụ họp của du kích địa phương. Thời kháng chiến chống Mỹ là nơi sơ tán của một số cơ quan trung ương. Thăng Trầm qua thời kỳ lịch sử, qua nhiều lần tu bổ nâng cấp, hiện nay đền Tranh còn lưu giữ được nhiều di vật, cổ vật, văn tự có giá trị lịch sử, được Bộ Thể thao Văn hóa và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia năm 1993. Lễ hội đền Tranh được tổ chức hàng năm vào mỗi dịp đầu xuân mới. Đây là lễ hội mang đậm nét văn hóa truyền thống của người Việt, là dịp để mỗi người dân bày tỏ tấm lòng biết ơn, sự tôn kính với công lao to lớn với Đức Thánh Tản, đồng thời thể hiện ước vọng chinh phục thiên tai bão lũ, bảo vệ mùa màng, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân, góp phần khẳng định về sự tồn tại của các thời đại hùng vương nhà nước đầu tiên trong tâm thức của người Việt. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, sau một thời gian phải tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid thì năm nay lễ hội đền Tranh được tổ chức trang trọng, đáp ứng nguyện vọng chiêm bái dâng hương của nhân dân. Tại buổi lễ trong động long trọng này, thay mặt lãnh đạo huyện Yên Lạc, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng và chia vui với Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân xã nhà. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, để tiếp tục gìn giữ phát huy giá trị của đền Tranh, tích cực góp phần xây dựng quê hương Yên Lạc ngày càng giàu đẹp, văn minh, tôi đề nghị nhất là Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Trung Nguyên, Ban quản lý di tích cần gìn giữ, bảo quản, phát huy hơn nữa các giá trị di sản văn hóa đã được tôn vinh, và đặc biệt là phải tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị lễ hội cũng như việc thực hiện nếp sống văn minh trong không gian thờ tự, từ đó định hướng bồi đắp ý thức trách nhiệm trong xây dựng nếp sống văn minh, bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội truyền thống của quê hương, góp phần nâng cao chất lượng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thứ hai là chủ động xây dựng và triển khai các phương án đảm bảo tuyệt đối về an ninh, an toàn, y tế, phòng chống cháy nổ trong công tác tổ chức các hoạt động của lễ hội. Thứ ba là thực hiện công tác quản lý tổ chức lễ hội theo đúng quy định của nhà nước và hướng dẫn của Ủy ban dân tỉnh. Một lần nữa xin kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc lễ hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, thì thay mặt lãnh đạo huyện hôm nay về dự thì huyện Yên Lạc có lãng hoa tươi thắm, xin gửi chúc mừng lễ hội thành công của xã nhà chúng ta. Xin mời đồng chí Nguyễn Ngọc Tú, đồng chí Đức Toàn lên chụp ảnh chia vui với xã nhà. Xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Trung Nguyên, mời đồng chí lên nhận họa. Đề nghị quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn ạ. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể lễ hội, về dự
và chỉ đạo lễ hội đền tranh Bắc Công Thượng Xuân Quý Mão năm 2023 ngày hôm nay. Ban tổ chức được đón các đồng chí lãnh đạo, Ban Thường vụ huyện ủy, Ủy ban nhân huyện, thay mặt lãnh đạo Ủy ban huyện, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban huyện có bài phát biểu chỉ đạo. Thay mặt ban tổ chức lễ hội, chúng tôi xin được tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí và chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức duy trì thực hiện đảm bảo tốt công tác tổ chức lễ hội trong 5 ngày sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Và xin hứa đồng chí công tác đảm bảo an ninh trật tự trong toàn bộ lễ hội xuyên suốt. Đảng ủy ban dân, ban tổ chức lễ hội chúng tôi sẽ thực hiện đúng phương án kế hoạch mà tổ chức lễ hội đã đề ra. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí và kính chúc đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ ủy, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Ban Thường vụ huyện ủy, Ủy ban nhân huyện, các phòng ban huyện sức khỏe, hạnh phúc và xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể buổi lễ, về dự lễ hội đền tranh Xuân Quý Mão năm 2023 hôm nay, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, thị trấn Yên Lạc do bà Nguyễn Thị Hương Giang, huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy thị trấn Yên Lạc có lăng hoa tươi thắm về chúc mừng buổi lễ. Xin trân trọng kính mời và xin trân trọng kính mời các đồng chí trong ban tổ chức lễ hội lên nhận hoa. Trong một tràng pháo tay thật lớn ạ. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu các đồng chí đại diện lãnh đạo công ty điện Trung Nguyên có hoa về chúc mừng. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời công chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Cương do đồng chí Nguyễn Văn Thà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã lên tặng hoa. Xin trân trọng kính mời. Trong một tràng pháo tay. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời cụ Nguyễn Duy Thường, nguyên trưởng ban quản lý di tích tứ khu có lăng hoa, có giỏ hoa về chúc mừng buổi lễ. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời
gia đình của Nguyễn Duy Thường có qua về chúc mừng buổi lễ. Xin trân trọng kính mời. Đề nghị quý vị cho một tràng pháo tay. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể buổi lễ, trong không khí vui tươi phấn khởi của các ngày, trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, Ban tổ chức lễ hội đền tranh Xuân Quý Mão năm 2023 tổ chức giải bóng chuyền da, bóng chuyền hơi nam, bóng chuyền hơi nữ, các trò chơi dân gian, kéo co, bịt mắt bắt vịt, bịt mắt đập niêu và sự tham gia của đội bóng xã Đồng Cương, thị trấn Yên Lạc. Tiếp theo chương trình, kính mời các đại diện các đội bóng lên nhận hoa và cờ của ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời đại diện của 9 đội bóng, 9 làng xã Trung Nguyên, công trưởng thôn đại diện cho các trưởng đoàn lên nhận hoa. Xin trân trọng đại diện của 3 xã. Mời đại diện của 3 xã trước ạ. Mời đại diện của xã Đồng Cương, mời đại diện của đội bóng thị trấn Yên Lạc. Mời đại diện của xã Trung Nguyên. Xin trân trọng kính mời đồng chí trong ban tổ chức lễ hội lên tặng hoa. Trong một tràng pháo tay cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng kính mời trưởng của 9 thôn trong xã lên nhận cờ lưu niệm của ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời. Xin mời 9 trưởng đoàn. Trân trọng kính mời ban tổ chức lễ hội lên tặng cờ lưu niệm cho các đại diện các thôn. Toàn thể buổi lễ cho một tràng pháo tay ạ. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể buổi lễ, sau một thời gian tổ chức khai mạc lễ hội đền tranh Xuân Quý Mão năm 2023, đến đây là kết thúc. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu đã về dự buổi lễ. Sau đây, xin mời các quý vị đại biểu đến xem và cổ vũ các đội thi đấu giao lưu bóng chuyền các xã, thị trấn. Xin trân trọng kính mời. Ban tổ chức chúng tôi xin đề nghị các đồng chí trong ban tổ chức giải thể thao, các đồng chí chuẩn bị sân bãi để đón các đồng chí lãnh đạo về dự và cổ vũ động viên tinh thần cho các đội bóng tham gia. Thank you.
Xin mời đồng chí Thanh Tuấn về phía sân bóng chuyền hơi nữ.